Sunny xin chào các bạn. Các bạn có biết đọc sách là một thói quen tốt không? Vì mình rất là thích khủng long nên là ba mẹ mình mua rất là nhiều sách khủng long cho mình đây nè. Khủng long có rất là nhiều loài như là Ankylosaurus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Barilosaurus Lophus. Amontosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Pterodactyl, Stegosaurus, Pterodactyl, Triceratops, Barilosaurus Lophus, Oviraptor. Các bạn có thấy khủng long nhiều loài không? Bây giờ các bạn xem sách cùng mình nha. Ở trong đây giới thiệu về các loài khủng long phát triển từ đâu và giới thiệu về từng loài khủng long. Bây giờ mình giới thiệu cho các bạn những loài khủng long mà mình có nha. Tyrannosaurus là có một cái sừng trên mũi và có đuôi dài để nó quật mấy con khủng long nhỏ cho nó vấp và quật mấy con khủng long lớn cho nó vấp. Kế đến là khủng long đầu rồng, tên tiếng Anh của nó là Nodosaurus. Nó có một cái đầu giống con rồng. Nó có thể bơm vô cái cây và cái cây nó có thể gãy. Con khủng long này có ba móng, tên tiếng Anh của nó là Tyrannosaurus Rex. Con này ăn thịt, con này có cái răng sắc nhọn để ăn thịt. Con này có cái móng sắc nhọn để chiến đấu, săn mồi, tìm kiếm đồ ăn. Cái chân, cái đuôi nó là để đứng cân bằng, không cho bị té. Tyrannosaurus Rex, con này là tên tiếng Anh nó là T-Rex. Con này ăn thịt, có cái răng sắc nhọn và có cái đuôi dài. Và mình còn những loài khủng long khác nữa, tên của chúng là Pterodactyl, Barilosaurus Lophus, Stegosaurus, Triceratops, Brachiosaurus, Stegosaurus, Zuniceratops, Tyrannosaurus Rex. Mình còn có cả Pup Up Buck nữa các bạn. Các loài khủng long này xuất hiện từ 150 triệu năm trước. Các loài này xuất hiện từ 100 triệu năm trước. Các loài này xuất hiện từ 65 triệu năm trước. Nếu mà các bạn yêu thích khủng long giống như mình thì các bạn hãy đọc sách khủng long nhiều vô để các bạn nghiên cứu thêm loài khủng long nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. 8 giờ tối rồi, mình vô nhà đây lạnh quá các